Ở nơi đây tất cả đồng đạo thương cậu mến thầy nguyện nguyện đi đến sự tu hành của mình tại an tường miễn rằng từ cô trong buổi này rất giá trị lên cao lắm. Tất cả đồng đạo đừng buồn lo, thương yêu nhau tiếp chặt nhau, lòng nhiệt quan đi cho nó xây dựng lại nền đạo giáo để giữ ánh tia vàng của tỏ rõ. Cho đến mà chỉnh bảo thì về rồi thì cậu đã biết nắm lòng không? Một vị hướng dẫn tất cả các đồng đạo cũng được một sự trách nhiệm to đi các bạn giúp Phật ban thường phước huệ đời sau tất cả các chứ cái gì trăm ngàn lại đồng đạo ráng lo tôn nhờ thánh nói cậu. Còn cậu thì tất cả chứ cái gì đừng nghĩ gì hết, cậu đã bị không quá độ tâm linh trong một khắc rồi chứ đâu có phải cậu là tiên Phật thánh gì. Từ tôn nghiêm vắng lặng chống hội trường hay khi thuyết trình trong buổi giảng, tất cả chưa có gì về đồng đạo nhìn cậu cũng cảm thấy khác lạ hơn bao giờ, cũng đồng chung với tất cả phật tử nhưng khác tỏ thương mọi người hiện diện hôm nay tự tôn của mọi người đều có ý thức riêng nhau, nhưng cậu muốn đồng đạo mình phải chung như nhau, không riêng rẽ nhau, không tự tạo sự tu hành mà viễn hoặc mộng tưởng sự mơ ước xa xa. Điều đó cậu đến trong đêm nay kính thân tất cả đồng đạo sau cùng cậu ước mơ một ngày nào đoàn tụ thấy nhìn đại đối hay là trong bụi đa thương tất cả đồng đạo cậu muốn thân buồn với phật tử cậu phải vượt ải trùng dưỡng sống lầm để phương công thiền giữa phật tử san sanh gian tu đi tất cả chứ quý vị ơi mà trời thấy khổ đơn như tất cả đồng đạo mà chậm bước tiến lại rồi thì mình sẽ ở lại ngang sau 7.000 năm nữa làm sao. Chư phật tử cậu nhắn lời cùng thăm hương đơn phương hết nói đừng tìm cậu nữa, cậu đang ở vì xa lắm, cậu cũng không nhà không cửa không nơi tứ bổn đạo chùa thank you.
Cậu mong quý vị đang chấm đang dành ra
dạo tình thương bác ấy. Cậu có muốn tất cả đồng đạo ở đây nó tu hành, cậu mừng lắm đó. Còn giả sử gì thì cậu xin tất cả đồng đạo đừng có buồn nữa, ráng hy sinh đại đạo Bồ Đề, vì giáo dân của Phật bắt còn tại thốn được quy nguyên đời cậu. Trời Phật ban phúc lành cho tất cả, chứ quý vị được đồng nghiệp sinh một đoạn đường để xây dựng quê hương đất nước và xây dựng ánh đạo nhà để bước sang thượng cổ thiên không. Cậu nói với tất cả các chư quý vị, tất cả cái dân này là của Phật hết, có gì tồn tại ở đâu mà tranh giành mà lưu luyến, không đáp ái gì tha, không thương yêu nhau, để rồi giúp đỡ nhau qua những cơn bạo động mưa gió. Cậu nói nha, tôi chạy cho quý vị về quán niệm Phật. Cậu Phật thì có Phật cậu rồi, dám cái này cậu đừng tư tưởng khác lạ nào hơn. Khi con bao biến chuyển đến, lời người của chúng ta sẽ biến thành ra cuốn hút. Còn nếu tôi nói với tất cả chứ quý vị đồng đạo sẽ biến thành trở nên người từ người tu tiến lên thành thần thánh tiên Phật. Chỉ ở đây bắt một, ráng cái này cậu đi đứng nào ngồi lúc nào cũng chịu dụng tiện nghị chân thân của mình được toàn ý nguyện. Và cứ sự đối bộ thông ông trong đường cứu của quyền thất cậu cha mẹ của mình còn cầm tha nó bị ngục. Cậu ơn tất cả cho quý vị đồng đạo thương cậu giống tôi. Cậu năn nỉ từng nhà một, từng nghĩ một, cố gắng cho tu hành đi. Nghe lời cậu đi nha con, đừng có giận cấu chế nhau trên mục. Từ ăn uống, sang dành sang cả mặt, sang vàng lựa, nghe cậu nói, đều là các bộ cái trải về các bụi thất mạnh chúng ta không chịu được bao giờ. Nghe lời cậu sống lo tu hiện đi, để bỏ cái chúng sanh khác chừng nào tốt chừng nấy, mình còn công đức. Không chịu, cậu nói với tất cả đồng đạo đó, chứ cậu đến đây đâu có gì với tất cả Phật tử đó. Tiền bạc, quà tặng tất cả đồng đạo cũng không có, tay trong tay kìa mà. Cậu có nói trong tấm giảng đức thầy, ta từng lên núi xuống đồ, ít ai mà được chữ nghèo như ta. Cậu nói Phật tử ơi, cậu nghèo nhưng mà cậu đã mang một tâm lý chí để đến đây với dạng tình thương. Phật tử đừng có buồn nha, nghe lời cậu về đã ăn chay niệm Phật lần lần đánh dữ ha. Nói năng với mọi người đều là trang thiện mỹ, diệu dụng từng lời nói, chứ không được nói quá lời, không được nói làm người ta buồn, đó là tu rồi. Phật tử chịu hẹp lượng đi ha. Mọi sự việc người ta đánh đức mình điều đó là giúp ta đó, đánh đập mình là cởi mở và tăng trưởng cho mình được sự tinh tấn ha. Còn hàng ngày mà người ta chửi mà để đồng đạo được có buồn giúp mình đó nha. Học bài thuộc và là một việc rất là đại phước. Nghe lời cậu ha, cùng nhau để hy sinh. Hôm nay cậu đến đây đó, một phút riêng được cậu đi, cậu không có ở đây lâu được, vì khắp miền mà đông tây nam bắc đó. Tôi đi chỗ này rồi cậu đánh chỗ kia nha. Tôi nói với tất cả cho quý vị, hồi xưa đó cậu cũng đến ở Sài Gòn này đã không biết bao nhiêu lần rồi đấy á. Nhưng mà khi đó rồi thì khắc hơn của cậu là khác nữa, bây giờ là khác nữa rồi ha. Trong thời kỳ quá khắc khổ mà nếu mà cậu không có tạo một cái khắc cần cái thân này như vậy làm sao cần đồng đạo được ha. Thời kỳ này chót rồi, tất cả mọi sự việc đã chưa xong, cho nên cậu thăng đường ở đây với đồng đạo đó. Giờ ráng lo ha, đừng sợ phiền não mới có bồ đề nha. Chứ đừng sợ là chỉ có tự hư hỏng là tốt mấy buổi trước đó, thì làm sao thấy được cái tốt bây giờ. Nghe lời cậu đi, tốt xấu mới là làm được tốt. Có chọt rồi đại diện thì tất cả các người tự mới làm được cái sự sống của mình đó. Tự an ủi lên mình trong từng đêm khoảnh khắc đi. Nghe lời cậu ha, sớm kệ chiều kinh, tiền của có đi tại viên chúc ích để sống nuôi sắc thân này được tô đổ, để tạo lấy linh hồn để góp kiếp, chứ còn có cái gì tồn tại đâu. Nghe lời cậu đi, gửi ngân hàng Tây Phương Phật chứ. Cái Tây Phương Phật khai sắp ba đóng cửa rồi đó, thì ngân hàng đó mà tôi gửi không có được đâu nha. Tự ráng gửi ngân hàng Tây Phương mau lẹ đi rồi, tôi tới sắp xài muôn kiếp nha. Đời này sáng đời nào á, ngân hàng Tây Phương Phật cũng đã xuất phát mà trả vốn, chưa có lời nhiều nữa. Nghe lời cậu đi ha, đừng có hỏi gì hết á. Cái gì gì đó nó cách hỏi cậu ở đâu, tôi không dân tự, từng nào về cõi nào ở đâu, chỗ nào chỉ, cậu biết đâu chỉ đi giờ. Đâu còn định như cậu, phải đến đây để nói chuyện thật tự vậy thôi. Cậu đến đây bằng nụ cười, bằng tiếng nói, bằng tình thương tất cả, chứ cậu có đâu có tiên Phật gì đâu mà biết cái cõi nào ở đâu ha. Mong tất cả đồng đạo này là cậu đi biết ở đây nè, chỗ này là ở đâu, cậu đi này cậu biết sao không? Rồi ngày mai này đó cậu đi, không đi về miền Diêm Hải, nơi miền ấy xa xa nơi biển dạng quan liêu. Cậu muốn chút tâm sự với đạo tràng nơi đó một khắc, để quả là một dần khó để lại cho nơi miền ấy để nhớ cậu đi tu thôi. Rồi cậu cũng sẽ trở lại đây để cùng đồng đạo để chia sẻ buồn vui, để nhân chiến tinh thần của các bậc, chứ các bậc đã có vốn bỏ hết rồi, giờ cứ đáng nhớ tu chỉ đạt đạo tu mà.
anh không làm được, ta làm được mới quý. Đừng để với những người gì Phật đã nói, cho Phật hãy biết được thiền bơi, chấp nhận cái sự tệ ngài. Phật chỉ dùng pháp thanh tịnh mà thôi, dù Phật đỡ ngài cỡ nào, quỷ ma tàn bạo đến phá nước ngoài cũng không nói chuyện gì có pháp môn thanh tịnh. Ngày nhớ lại mà đắc thành tội nghiệp, chúng ta không nên dùng phù phép hay vũ đối một tình trạng ấy cũng là nguyện hoặc bên ngoài. Nghe lời cầu đi niệm Phật tâm, làm lành lãnh dự, ngộ là Phật mê chúng ta. Tâm gốc ốc và ngọn bồ đề là trí tuệ của ta. Nghe lời cầu đi tất cả đồng đạo, bây giờ cầu xin phụ giảng tiếp đôi lời. Lời tính nguyện trong đêm nay, trong một đêm nay cầu đánh đơn để vừa làm gì ở tất cả đồng đạo. Để thăm, để hỏi, để dò, để ý, để biết, để ra hay, để hành, để giang. Hai cậu đến đây rồi để mạng không gian nữa đâu. Phật tử đêm từng đêm gọi hướng qua cầu. Lời cầu giảng đã phát âu từ đời trước. Thương dân chung người không hiểu được. Tổ cầu điên không một bước
buồn nhé quý vị. Phật thấy đây rồi bị tù đài thương hồng trần khổ sở đi ơi, đã đến việc mà còn phải lay khóc khổ. Thôi nghe đâu về nhà tu bồ, đâu thấy cả cung ma trời máu hoa đổ thay tay. Nói đây không phải nói chơi, mở ra cửa miệng Phật trời chính trí cho tự lành. Đừng lo đời dành được, học cho nhanh để tiến bước đến khoa trường. Hội bây giờ đang mở cảnh Nam Phương cho người thích đường đường liêm chính. Nghe câu dặn đừng nên liều lệnh, mình phải đại hùng để sâu kính bên trong. Về đi tu dân tu già, tặng ta nói nghiệp lạc ông Nam ta. Anh ta biết không, nhiều đạo hỏi cậu chưa, cậu ở đâu, cậu là gái hay là trai, cứ nói rõ hẳn rằng có buồn đời như vậy đã là ngu phu. Lệnh kèm cậu phải đã đi điên cùng ở cõi đời lắm tàn. Điên điên chân điên chứ cậu đâu có điên tham điên nhầm, điên thánh thần chứ cậu đâu có điên dáng hồng trần. Cậu điên này là cậu đâu có điên trần điên tuyệt, đây câu giảng về nghe cho được có con vì tiếng nga bước ôm chân. Về đi đôi phút buồn hờn nói rằng cậu vẫn còn con muốn tàn. Ngọn mùi đây được tự thấy nhôm, tiêu cỏ tiêu vàng tiêu hoa tiêu hằng muốn điên năm châu. Lỡ đi mà khóc mà sầu, lỡ đi có không giàu còn vẫn yêu biết mấy. Phật tử ơi, sao đi rồi tiền bạc giấy chẳng có tài. Cậu nói nhiều rồi mất đói một ai, không muốn nói nhưng mà thầy ai phải nói. Thương quý vị sợ rằng không gọi thì đạo tử đánh tiền thì tôi hỏi vị ba. Về đi nghe đâu hát ca, ca tinh ca giả ba nhà tương lai. Ca cho chúng tỉnh tình trời mở cửa rồi, ca cho đời hết bạc con bẻo như dối. Hết khinh Phật hết bôi thần thanh, ca chừng nào đỡ đây biến cảnh để Phật ra lập niết bàn nghe tưởng quân yên nhân. Nói rằng tờ Phật đi mở tâm thần để rời đúng yếu đời tâm đường tâu. Khi nghe cậu về đi đừng có giặt dồn tâm đường, cậu biết rồi hồi qua trời đã mấy được đổi thay. Lời người phải chịu trắng tay, có mấy buồn ám đạm thì đã đi. Anh ta biết không, nghe tất cả nó giật giờ bỏ chạy mà mùi đánh đây thì rụng hải còn đâu. Thân về chỉ heo chỉ to, đợi gì mà lại co đầu nhưng mà chẳng dám đến vô. Sợ đời tiếng cách thì tốt